Sau đây cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng máy điện tím sát khuẩn trị mụn LZ006A. Thì máy sẽ gồm một tờ cuốn sổ như thế này, bao gồm một tay cầm và các thân điện tím ở bên trong này. Cái điện tím này thì có chức năng là sau khi mà mình điều trị mụn nằn mụn xong thì mình sẽ đi điện tím để giúp các cái vết nằn mụn giảm sưng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắm nguồn điện. Sau đó mình sẽ cắm cái thân thân điện tím này, mình sẽ dùng cái nấm. Cái nấm này thì mình sử dụng cho vùng mặt này, vùng trán này. Mình gắn ra trực tiếp vào nhé. Gắn trực tiếp vào này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cận theo chiều kim đồng hồ. Lúc này. Ở đây là cái điện cam lên, là máy đang hoạt động. Các bạn, mình sử dụng thử test vòng tay của mình trước sau khi mà mình đưa lên mặt khách nha. Mình sử dụng cái các vết nằn mụn, mình sẽ chấm như thế này. Mình có thể thay cái phụ kiện khác. Ví dụ như cái lược này thì mình có thể dùng cho các bạn như đầu bị gầu hoặc là nấm này. Ở đây là mình dùng cho vùng khóe mũi này. Ở đây cũng dùng cho mặt và vùng các vùng nhỏ cũng được ha. Mình sẽ test cái vùng này, cái nhỏ này. Mình sử dụng tương tự là vằn theo chiều kim đồng hồ. Và nó sẽ hiện lên cái điểm cam nha. Cái chấm như thế này. Sau khi mà mình sử dụng điểm cam này xong á, thì mình sẽ cho khách điều trị cái serum trị mụn như thế này. Mình sẽ thoa trị mụn vào ban đêm và buổi sáng. Hoặc là mình có tế bào gốc để trị mụn tái tạo da. Sau khi mà mình sử dụng xong thì mình cắt nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.